Ánh và cô Hiền Minh. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần vào lúc 11:50 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thì mỗi lần gặp cô, con đều rất là háo hức và rất là nôn nóng, tại vì con biết được là mỗi ngày thì cô sẽ cho con được một món ăn nhanh, ngon mà đảm bảo dinh dưỡng. Thì hôm nay sẽ là món gì ạ cô? Hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu cho Ngọc Ánh cùng với khán giả một món, đó là đậu hũ nướng giấy bàn. Thì món này có khó không cô? Theo cô Minh thì là nó rất là dễ. Vậy thì giờ mình bắt tay vào làm liền cô ha. Rồi. Con có thể phụ cô được việc gì đây? Thì cô sẽ phải cắt đậu hũ và cô chiên trước. Dạ. Thì trong thời gian đó đó là Ánh sẽ chẻ cái con tôm này, cô đã lột vỏ rồi. Dạ. Mình chỉ cần chẻ con tôm nó ra làm đôi giúp giùm cho cô Minh nha. Dạ. Cắt cái sớ này ra thôi đúng không cô? Đúng rồi. Chẻ đôi ra thôi. Dạ. Lấy ngay cái đầu luôn để cho nó xòe ra ha. Dạ. Rồi cô Minh sẽ bỏ đậu hũ vô, mình sẽ chiên sơ lên. Dạ. Là dầu mình phải để cho thiệt là nóng đúng không cô Minh? Đúng rồi, dầu mình phải để cho thiệt là nóng ha. Đối với cái món này á, mình chỉ được sử dụng đậu hũ non thôi, phải không cô Minh? À, hay món là này mình có thể sử dụng đậu hũ bình thường của mình cũng được. Đậu hũ non nó sẽ béo và ngon hơn. Tiếp theo con sẽ cắt cái gì nữa cô? À, bây giờ là sẽ cắt ớt chuông thành những cái miếng vuông khoảng chừng cỡ 2-3cm giúp giùm cho cô Minh nha. Dạ. Đó, mình sẽ vớt những cái miếng đậu hũ mình đã chiên sơ và nó hơi vàng nhẹ như vậy nè, là mình sẽ lấy ra luôn. Nè, mình sẽ cắt như vậy nó rất là nhanh nè. Ánh ơi, ví dụ như trái ớt chuông mình muốn lấy không, mình để như vậy. Wow. Đó, thì mình làm như vậy á, mình sẽ lấy được những cái miếng nó gọn hơn mà mình đỡ phải xẻ nguyên cái trái ra. Công nhận nhờ đi theo cô Minh mà bây giờ con bí kíp nấu ăn là đầy người luôn cô. Rồi, bông cải á thì cũng lấy giúp giùm cho cô Minh vài miếng luôn, mình sẽ cắt nhỏ thôi, vừa miếng vừa ăn thôi nha. Dạ. Bây giờ thì mình bắt đầu là mình sẽ làm cái nước sốt để mà mình trộn vào tất cả những nguyên liệu của mình vừa rồi nha. Cô hôm nay con mạo muội con xin cô cho con thử làm nước sốt được không cô? À, thử làm hả? Dạ. Rồi đây. Bây giờ cô hướng dẫn con rồi con làm thử nha. Rồi. Con thấy bây giờ dầu sôi này nè đúng không cô? Rồi bây giờ là cô mình sẽ cho vô đây ha. Dạ. Một muỗng canh hành tím nè. Rồi một muỗng canh tỏi nè. Dạ. Mình sẽ phi thơm lên hết nha. Dạ, rồi con thấy rồi, nó bây vàng giờ bắt đầu là nó vàng rồi ha. Cô mình sẽ cho vô đây là dầu hào nè. Khoảng 2 muỗng canh dầu hào nha. Dạ. Rồi. Mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh là sa tế nè. Và tiếp đến là mình sẽ cho tương ớt vô. Tương ớt thì sẽ tạo một cái màu sắc đẹp nè, tạo cái nước màu nó cũng sẽ sánh hơn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nêm vào đây nè. Khoảng chừng nửa muỗng canh đường. Dạ. Rồi, cho đường vô để cho cái vị mặn ở trong này nó sẽ cân đối lại. Rồi, và cái nước sốt này thì luôn luôn khi mình cho vào trong cái món kia của mình là nó sẽ phải có một cái vị cay cay thơm thơm. Rồi, cuối cùng thì cô Minh sẽ cho vô một tí xíu tiêu nha. Mấy con tôm mình bỏ vô cho nó săn lại thơm, rồi bắt đầu là mình sẽ cho tiếp cái bột năng vô ha. Dạ. Khi mình làm cái nước sốt này nè mà mình thiếu một ít bột năng á, thì lát hồi khi mà mình cho những cái nguyên liệu rau củ vô á, thì nó sẽ bị ra nước và lúc đó nó sẽ làm loãng hết cái sốt này của mình. Thì bây giờ mình sẽ phải cho vô là một ít bột năng nữa. Cô Minh sẽ rưới vô đây thêm một ít bột năng nha. Rồi quậy lên giúp giùm cho cô Minh với. Rồi trong lúc này á thì là nước bên này cũng đã vừa đủ sôi. Cô Minh sẽ bỏ hết rau củ vô đây luôn. Rồi mình sẽ trụng liền rau củ ở trong nước sôi như vậy. Lúc nãy có nói với cô là thích nấm đúng không? Dạ đúng. Đây, cô đã chuẩn bị thêm một miếng nấm cho con rồi. Mình bỏ vào đây luôn nha Ánh nha. Dạ. Tắt bếp giúp giùm cho cô Minh được rồi đó. Dạ. Rồi, mình sẽ bỏ hết rau củ này trộn vào trong cái nước sốt đó và đưa vào trong giấy bạc. Đó, mình sẽ bỏ vô như vậy và mình trộn đều lên. Wow. Một món ăn mà màu sắc rất là đẹp luôn. Thì cái nước sốt nó phải sánh đặc như vậy thì lát hồi nó sẽ loãng ra là vừa nha. Dạ. Tất cả mình đã trộn vào đây rồi, nhưng đậu hũ mình sẽ không trộn. Đậu hũ mình sẽ cho xuống phía dưới và sau đó mình sẽ đổ tất cả những nguyên liệu này lên trên. Dạ, con hiểu rồi, tại vì đậu hũ rất là mềm. Nếu mà mình trộn vô thì đậu hũ sẽ bệ và mất cái thẩm mỹ của món ăn. Rồi mình đổ như đây xong mình sẽ bỏ đậu hũ vô nè. Dạ. Rồi, đậu hũ thì mình nhớ là đừng có lấy nước bỏ vô, nó sẽ làm dễ làm loãng những cái nguyên liệu này của mình. Vậy để con giúp cô nha. Rồi, mở lò nướng giúp giùm cô Minh nè.
Nhiệt độ mình sẽ để nhiệt độ 200 độ C. Dạ. Thì trong khoảng thời gian là 7 đến 10 phút là nó nóng lên. Wow, món ăn đẹp mắt quá cô ơi. Bây giờ mình phải thử xem là hương vị của nó như thế nào cô ha. Mời Ngọc Ánh nha. Dạ, múc lên thì nó còn khói như ngút luôn á. Đậu hũ thì béo béo, ăn chung với sốt đậm đà, ngon quá. Bây giờ con phải thử một miếng tôm mới được. Tôm thì vừa tươi vừa thấm đẫm sốt luôn, ngon quá cô ơi. Mà điều con thích nhất là cái sốt này nó cay cay cay, cho nên là ăn rất là mắc luôn. Cái món này mà mình ăn với cơm là số nhất đúng không cô? Mình có thể trộn cái nước sốt này chung với cơm nguyện lên, trời ơi nó hấp dẫn lắm luôn. Cái món này mà trời mưa mưa ha, ăn cay cay nữa ha. Dạ đúng, chính xác. Mà con nghĩ là có thể là nhiều khi trong người mình cảm thấy rất là mệt mỏi hết, mình chán ăn, thì khi mà mình ăn cái món này nó nóng nóng thì cũng rất là khiến cho cơ thể mình dễ chịu hơn đúng không cô? Đúng rồi. Con cảm ơn cô rất nhiều và hy vọng là quý vị khán giả khi thực hiện món này ở nhà cũng sẽ thành công và cũng sẽ đem lại cho gia đình chúng ta một bữa ăn ngon và ấm cúng. Và bây giờ thì Vũ Ngọc Ánh và cô Hiền Minh xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Bây giờ thì con hiểu tại sao cô nói con là phải chẻ con tôm ra rồi. Vậy thì cái tôm nó sẽ thấm đậm nước sốt hơn đúng không cô? Đúng rồi, nó sẽ thấm vô hơn và cái con tôm nó chẻ ra nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa đó. Dạ.